tọa lạc tại trung tâm Sài Gòn, số 35 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5. Chuyên khoa thẩm mỹ TKB New York luôn hướng đến mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu làm đẹp uy tín nhất ở Việt Nam. Để đáp ứng tất cả nhu cầu làm đẹp của khách hàng với tiêu chí hàng đầu là an toàn và chất lượng. Khi đến với TKB New York, quý khách sẽ dễ dàng cảm nhận được không gian thoáng mát, gam màu trang nhã, trang trí sang trọng cùng với đội ngũ nhân viên thân thiện, luôn sẵn sàng trao đổi, tư vấn, chia sẻ cũng như những vấn đề khách hàng đang gặp phải. Chuyên khoa thẩm mỹ TKB New York là cơ sở làm đẹp toàn diện có uy tín, chất lượng cao với phong cách làm việc chuyên nghiệp do Hoa hậu Xuân Thủy, người đăng quang Hoa hậu Quý bà Thế giới thành lập từ năm 2015. TKB là địa chỉ tin cậy của hàng nghìn khách hàng Việt Nam, Việt Kiều và quốc tế. Chuyên khoa thẩm mỹ TKB New York được Sở Y tế cấp phép cùng với đội ngũ y bác sĩ nổi tiếng trong ngành thẩm mỹ được tu nghiệp tại Hàn Quốc và Mỹ. Cùng với trang thiết bị hiện đại được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, chúng tôi luôn tự hào là nơi mang đến vẻ đẹp hoàn hảo và an toàn nhất cho tất cả khách hàng khi đến với TKB New York. Phòng phẫu thuật có đầy đủ phương tiện theo dõi nghiêm ngặt tình trạng sức khỏe bệnh nhân trong suốt quá trình ca phẫu thuật. Phòng thanh trùng đạt tiêu chuẩn an toàn y tế. Phòng tiền phẫu và hậu phẫu cũng được trang bị các loại máy móc và nhiều dịch vụ hiện đại. Trước mỗi ca phẫu thuật, TKB luôn chú trọng thực hiện việc vệ sinh, khử trùng, đóng gói và bảo quản dụng cụ phẫu thuật theo nguyên tắc chuẩn của Bộ Y tế. Các trang thiết bị hỗ trợ quá trình vô trùng bao gồm hệ thống tiệt trùng dụng cụ bằng lò hấp nhiệt kết hợp lò sóng rung động siêu âm giúp làm sạch và vô trùng dụng cụ. Hệ thống tia cực tím giúp vô trùng phòng phẫu thuật, kể cả mũ, áo, bác sĩ. Quá trình khử trùng dụng cụ phẫu thuật được thực hiện theo quy trình hoàn toàn khép kín, đảm bảo việc vô trùng, tránh lây nhiễm chéo cho khách hàng khi điều trị tại trung tâm. Điều đặc biệt là TKB New York sở hữu đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ, tâm huyết với nghề và luôn trao dồi, cập nhật những công nghệ tiên tiến cũng như kỹ thuật thẩm mỹ mới nhất để luôn mang đến sự hài lòng với khách hàng. Sau mỗi ca phẫu thuật thẩm mỹ, việc chăm sóc hậu phẫu có vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi, góp phần đem lại kết quả thẩm mỹ hoàn hảo. Sau mỗi ca phẫu thuật, giai đoạn hồi sức của người bệnh dễ bị kích thích bởi tác động bên ngoài như ánh sáng, tiếng động. Vì thế, phòng hồi sức tại TKB New York được thiết kế yên tĩnh, sạch sẽ, ấm cúng, thân thiện cùng hệ thống điều hòa, tạo không gian thoải mái. Ngoài ra, với sự chăm sóc tận tình, chu đáo, thân thiện của đội ngũ điều dưỡng sẽ tạo tâm lý gần gũi như đang ở chính ngôi nhà của mình. Cùng với đó là đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng tận tâm và chuyên nghiệp, luôn ân cần hướng dẫn tận tình cho khách hàng cách chăm sóc vết thương, sức khỏe sau phẫu thuật. Nhân viên TKB New York thường xuyên liên lạc để nắm bắt tình hình sức khỏe của khách hàng, theo dõi và kịp thời hỗ trợ, tư vấn. Hiện nay tại thẩm mỹ viện TKB, chúng tôi thực hiện tất cả các phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc da, chăm sóc sắc đẹp, các phẫu thuật mở rộng của TKB thì chúng tôi làm chăm sóc sắc đẹp ngay vùng mặt, vùng mặt, vùng ngực, các cái phần khác trên cơ thể như hút mỡ, bụng hút mỡ, đùi hút mỡ, tay, vân vân. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại thẩm mỹ viện TKB thì chúng tôi chú ý đến vấn đề chăm sóc hậu phẫu, cho thuốc và lịch hẹn rõ ràng cho bệnh nhân để khi bệnh nhân cảm thấy yên lòng và yên tâm trong những phẫu thuật đã được làm thực hiện tại TKB. Chuyên khoa thẩm mỹ TKB New York có đầy đủ các dịch vụ thẩm mỹ như thẩm mỹ ngoại khoa vùng mặt, phẫu thuật nâng mũi, chỉnh hình mũi, mài xương gồ, độn cằm, tạo lúm đồng tiền, bấm mí, cắt mắt hai mí, nâng cung mài,
Thẩm mỹ nội khoa, thẩm mỹ vùng ngực có các dịch vụ phẫu thuật nâng ngực, thu nhỏ ngực, thẩm mỹ vùng bụng, đùi, tai, chân, các dịch vụ hút mỡ bụng và phẫu thuật tạo hình vùng mặt, tạo hình vùng ngực, khắc phục di chứng sau tai nạn. Bất cứ cái người phụ nữ nào thì qua thời gian thì mình cũng phải già đi năm tháng. Tôi là một doanh nhân, do đó là tôi thấy là tôi cần phải đẹp để tự tin xuất hiện trước những cái đối tác của mình. Thì tôi đến đây thì tôi được các bác sĩ chăm sóc cho tôi và khuyên tôi nên căng da bằng sợi chỉ mà kỹ thuật. Thì sau khi làm những cái dịch vụ đó rồi thì tôi cảm thấy là cái da tôi dần dần nó cải thiện lên. Thì hôm nay tôi đã 63 tuổi rồi, thì tất cả mọi người xung quanh sau khi thấy tôi làm dịch vụ này đều khen tôi trẻ hơn xưa rất là nhiều. Đội ngũ ở đây nhân viên làm việc rất là có trách nhiệm và rất là tận tình. Thì tôi cảm thấy là tôi rất là vui và tôi cảm thấy là tôi rất là biết ơn. Chăm sóc thẩm mỹ spa là một trong những dịch vụ thế mạnh của TKB. Với một tổ hợp đa dạng bao gồm các loại hình kết hợp giữa cổ truyền, hiện đại. Trị liệu phục hồi cơ thể bằng thảo dược, trị liệu thư giãn toàn thân với tinh dầu, trị liệu làm săn chắc, thon nhỏ toàn thân. TKB đã đầu tư cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị ứng dụng công nghệ hiện đại nhất, công nghệ kỹ thuật mới nhất để đáp ứng tiêu chuẩn y tế cao nhất hiện nay. Môi trường TKB đẳng cấp quốc tế, 100% chuyên viên thực hiện spa là điều dưỡng viên có trình độ y khoa bài bản, tận tâm và giàu kinh nghiệm. Sử dụng mỹ phẩm cao cấp nguyên liệu từ thiên nhiên, thân thiện, an toàn và mang lại hiệu quả cao. Nhờ sự kết hợp tuyệt vời giữa sản phẩm làm đẹp cao cấp và chiết xuất từ thiên nhiên, kết hợp với thiết bị làm đẹp hiện đại, dịch vụ tắm trắng tại TKB mang lại hiệu quả làm đẹp vượt trội. Tạo sự ấn tượng hài lòng với khách hàng trong lần trải nghiệm đầu tiên, các dịch vụ điều trị bệnh về da công nghệ cao tại chuyên khoa thẩm mỹ của chúng tôi. Đáp lại sự tin yêu của khách hàng, chuyên khoa thẩm mỹ TKB New York vẫn luôn nỗ lực cố gắng từng ngày với phương châm hoạt động uy tín, tận tâm vì sức khỏe và sắc đẹp của khách hàng, cải thiện được những khuyết điểm về ngoại hình, tự tin sở hữu khuôn mặt và dáng vóc đẹp như mong ước.